Rồi, chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình tình cờ đi xem trên mạng thì mình có thấy một cái clip của một cái anh nước ngoài kênh Pfizer gì đó các bạn. Kênh Zafer chứ, Zafer Zadit gì đó. Đại khái là một cái kênh của nước ngoài. Thì mình thấy anh ta lấy cái bộ chuyển đổi điện của cái bộ chuyển đổi nguồn trong cái mạch đèn rạng đông này các bạn, mạch mạch đèn cơm bắc này các bạn, đèn chữ U á, chuyển thành cái adapter. Thì hôm nay mình cũng sẽ lấy thử một cái làm thử coi theo anh ta xem coi có được không nha các bạn. Cái này là không phải mình chế nha các bạn, mà là cái này mình thấy người ta làm, mình sẽ làm theo thử trên cái kênh của anh đó xem coi có làm có thành công hay không nha. Thì đây là cái mạch đèn rạng đông, mình lấy từ cái đèn chữ U, ba U nhỏ nè. Đó, mình gửi ra thì đây được cái mạch như thế này. Rồi mình sẽ làm tương tự như anh ta hướng dẫn ở trên video. Thứ nhất là mình sẽ rã cái cuộn cảm này ra các bạn, mình sẽ gỡ cái cuộn cảm này ra để mình quấn dây vào làm cái cuộn sơ cấp cho nó, à cuộn thứ cấp cho nó. Cái này mình nói là mình làm theo video, lại làm lại theo cái video đó nha các bạn, chứ không phải mình sáng chế nha, cho nên các bạn có xem khảo video có thấy thì cũng đừng nói này nói kia. Này là mình thấy làm thấy cũng hay hay, mình thử coi làm được có thành công hay không. Rồi, trước hết là chúng ta sẽ gỡ cái cuộn cảm này ra các bạn. Cái này thực tế nó là cái cuộn cảm chứ không phải là cái biến áp đâu nha các bạn. Nó chỉ có hai đầu dây thôi. Đây. Đây một đầu và đây một đầu, nó chỉ có hai đầu dây thôi các bạn. Giờ mình sẽ gỡ ra, mình quấn dây vào cho nó. Thấy anh này làm thấy cũng hay hay các bạn, không biết làm thành công hay không thôi, mình sẽ làm thử. Rồi bây giờ mình gỡ cái cuộn cảm ra, mình quấn dây, thì ở đây mình sử dụng dây 0.5 thôi các bạn. Giờ chúng ta sẽ quấn thử nha. Chưa, cái này dài dài ra tím, ta quấn cho nó dễ các bạn. Rồi, ở đây mình quấn 17 vòng các bạn nha, cho nó cứng cái này luôn. Sau đó mình sẽ lắp cái phe này lại. Rồi, nhiệm vụ của chúng ta là sẽ hàn cái này vào trở lại vị trí của nó. Cái mạch của mình thì nó khác với cái mạch ở trên cái kênh anh ta hướng dẫn, cho nên mình chia sẻ với các bạn cái chỗ đấu dây ngay chỗ cái cuộn sơ cấp sao cho nó thông mạch. Thì các bạn thấy ở cái cuộn, ở cái mạch đèn này thì nó sẽ có bốn cái chân ra nè, đây bốn chân ra nè. Thì thực tế nó có cái con tụ nhỏ nè các bạn, cái con tụ này nó nối giữa hai cái phe nè. Ví dụ như đây, đây là một cặp, hai cái chân bìa bên đây của mình nó là một cặp dây đèn nè các bạn, một cái sợi đốt đó các bạn, một cái đầu sợi đốt của bóng đèn compact á. Còn đây là một cặp nè, thì ở giữa này, hai cái chân giữa này thì các bạn thấy nè, cái cuộn cảm nó sẽ đi ra chân giữa này, sau đó đi qua đây
nó vòng qua có con tụ này và nó chạy qua đây, nó vô chân giữa bên đây. Như vậy thì chúng ta nói tóm lại, chúng ta sẽ bỏ cái chân con tụ này các bạn, bỏ hai con tụ này, chúng ta hàn chặt hai con tụ này lại. Như vậy thì hàn chặt hai con tụ này lại, chúng ta không cần xài luôn cũng được các bạn. Chúng ta sẽ hàn một dây từ ngay chỗ cái đầu cuộn cảm này các bạn, một dây từ đầu cuộn cảm nè. Hai cái dây này là hai dây tụ này, chúng ta bỏ qua nè. Chúng ta sẽ hàn dây từ cổ đầu cuộn cảm này về cái dây bên kia. Chúng ta bỏ qua ngay chỗ cái phần con tụ đi các bạn. À, đây mình nói lại cái nữa ha. Thì trên bốn cái dây ra ngay chỗ cái bóng đèn này các bạn, thì các bạn thấy cái dây này và dây này chính là hai dây của con tụ nè, dây 1 và dây số 3 là hai dây của con tụ nè. Thì hai dây này chúng ta bỏ ha. Cái đường của cái cuộn cảm ra nè, từ cuộn cảm nó sẽ đi từ đây qua đây, thì chúng ta sẽ hàn một dây từ đây về bên đây. Đó. Bây giờ mình sẽ hàn một dây từ đầu cuộn cảm. Rồi, về cái chân bìa bên kia các bạn. Về cái chân bìa cùng bên đây nè. Tức là mình bỏ cái dây tụ ra, cái dây mà ngay chỗ con tụ đó ra nghe các bạn, hai cái tụ mình không xài tới. Đó, nó có con tụ nhỏ nè, con này thì bỏ ra không xài tới nè. Rồi. Bây giờ ra đây mình sẽ tiến hành nắn cho nó một con diode để chuyển về điện một chiều các bạn nhé. Ở đây mình sẽ sử dụng một con tụ 25V để lọc. Còn nếu sợ nữa các bạn có thể sử dụng tụ cao hơn, tại vì mình chưa biết cái điện áp của mình nó ra bao nhiêu, các bạn có thể sử dụng tụ cao hơn cũng được nha. Ở đây mình thử sử dụng con này. Chúng ta sử dụng một con diode xung. Diode xung thì các bạn tháo từ các cái nguồn xung ra, cái nào cũng được ha. Nhớ là nguồn xung thì mới được nha các bạn. Diode xung thì mới được, tại vì cái mạch này nó là dạng mạch nguồn xung. Rồi mình hàn đầu dương của diode vào dương tụ ha. Hai chân này mình sẽ hàn một bên vào chân âm, một bên vào chân diode. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cấp điện vào cho nó. Ở đây mình sử dụng một sợi dây hàn vào dây cấp nguồn. Thì dây cấp điện này các bạn hàn ngay chỗ cái dây cấp điện ban đầu của nó hồi nãy đó các bạn. Giờ mình sẽ sử dụng cái đồng hồ mình kiểm tra xem cái điện áp ra ở để đây nó sẽ là bao nhiêu volt nha. Đây, giờ mình sẽ cấp điện cho nó. Khi mình quấn 17 vòng thì điện áp nó ra đây khoảng 12V 6 nè các bạn, 12V 6, 12V 7 loanh quanh đó nè. Bây giờ mình sẽ thử tải cho nó xem nó như thế nào. Rồi. Như vậy là thành công các bạn nha. Đây. Điện áp còn 12V, 11V 9, 12V, dòng khoảng 0,5A. Bây giờ mình đang sử dụng cái
Đây là bóng xe máy nhỏ thôi các bạn, thì điện áp nó dòng nó thấp do mình sử dụng cái dây cũng thấp nữa các bạn, cái dây nó cũng nhỏ đó, thì nó còn khoảng 12 11 anh mấy 12V các bạn. Như vậy là hoàn toàn có thể làm thành công được cái nguồn này các bạn. Các bạn có thể tạo ra những cái nguồn lớn hơn, công suất lớn hơn cũng được, các bạn sử dụng dây lớn hơn hoặc là các bạn sử dụng những cái mạch của cái đèn compact lớn hơn. Ở đây mình sử dụng cái đèn này nhỏ thôi, và hoàn toàn hai cái con transistor này không nóng nha các bạn, không nóng. Đây mình thử lại cái nữa nè. Rồi, như vậy là rõ ràng làm thành công được các bạn. Tuy nhiên nguồn này thì nó có một cái hạn chế, đó là cái đầu ra nó không có ổn áp được các bạn nhé. Nó sụt áp chứ nó không có tự dâng lên vì nó không có cái phần hồi tiếp. À, tuy nhiên mình chế cháo chơi này kia lặt vặt như vậy là ok các bạn nhé. Như vậy là thành công. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.